Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu đèn pha mới dành cho các bạn độ chế ô tô. Đây, cái mẫu này có kích thước là tổng chiều dài của nó là 75. Tổng chiều dài của hai cái đèn để cạnh nhau nhé là 75, có nghĩa là mỗi một cái là nó khoảng 36-37 cm này. Đây, rất là to. Đèn mắt bi cầu đây. Đấy, rất là đẹp. Ở trên có đèn này, ở dưới có đèn này, có cả đèn xi nhan, đèn pha và đèn đề mi các bạn nhé. Có 3 mẫu đèn này, 3 kiểu đèn. Đây, đèn này thì thường thường nó bố trí ở phía sườn. Đấy, đây nó bố trí với cái góc nghiêng như thế này cho nó đúng cái mắt bi cầu của nó. Đấy, kích thước chiều rộng của nó đây là 22 cm này. Kích thước chiều dài của nó, dài toàn bộ của nó là 37 cm này. Đấy, tất cả những cái này thì sử dụng đèn 12V nhé. Đấy này, đấy, đằng sau đây, đằng sau rất là kín này, có các cái chế độ sáng đây là xi nhan này, đề mi này, và đèn bi thì có hai chế độ là sáng vừa và sáng cao. Đấy, nó tượng trưng cho pha cốt đấy, nhưng thực tế là nó không có pha cốt mà nó chỉ là sáng vừa và sáng cao thôi. Thì cái đèn này thì mình sẽ thử cho các bạn trong một cái video.